Đồng hồ Odo 548 là một cái tên đã rất là quen thuộc trong giới đồng hồ cổ rồi. Với các bác nào đã từng tìm hiểu hay là thậm chí chưa chơi thì cũng có thể là đã từng nghe qua cái tên gọi của cái đời đồng hồ này. Thế nhưng mà không phải là chiếc đồng hồ Odo 54 nào cũng có được một cái tình trạng độ đẹp cao cũng như cái tính nguyên bản để mà chúng ta sưu tầm nhé. Thế nên là hôm nay đồng hồ Vang Vọng đã sưu tầm về đây được một cái chiếc đồng hồ Odo 548 nguyên bản Pháp để mà giao lưu với các bác. Thực sự thì chiếc này cũng mới cập bến luôn, các bác có thể thấy qua được cái tình trạng của chiếc đồng hồ. Đó, đầu tiên thì em xin nhắc các bác một chút, đó là chiếc đồng hồ này sẽ có mã số là 3784. Các bác chỉ cần đọc giúp em cái mã số này khi mà gọi điện đến đồng hồ Vang Vọng để tư vấn ấy ạ. Thì chỉ cần đọc cái mã số này thôi là chúng em đã có đầy đủ thông tin về cái sản phẩm này để mà tư vấn các bác về cái sản phẩm này nhá. Rồi, còn trong video này thì em sẽ quay đầy đủ cụ thể mọi chi tiết về cái chiếc đồng hồ này. Trước hết thì về phần thiết kế thùng, chiếc đồng hồ này thuộc đời máy 24 thì chắc chắn rồi sẽ có cho mình đó là một phần thiết kế thùng be. Đời tên gọi là đời 54, chúng ta sẽ có phần logo hình quả trám và bộ kim số 8 đặc trưng của đời Odo 54. Thiết kế thùng be có một cái phần kích thước là chiều cao 58, chiều ngang là 48. Đó là các cái con số về kích thước để mà chúng ta lựa chọn vị trí treo. Về tình trạng của chiếc đồng hồ này, toàn bộ chiếc đồng hồ có một cái phần thùng be bên ngoài là vân gỗ nu. Đó, các bác có thể thấy nhá, các cái lớp vân gỗ đối xứng nhau, được điểm thêm hai cái chùm đào ở hai bên cánh. Đó, gần như là các cái chi tiết điểm trang trí để mà nâng tầm vẻ đẹp của chiếc đồng hồ thôi. Nếu như mà không có hai cái chùm quả này thì nó sẽ bớt đi đẹp đi khá khá, được không ạ? Sẽ là một cái dáng thùng nu. Đó, rồi. Bên ngoài thì sẽ có một phần chi tiết tay cầm bằng kim loại. Phía dưới thì sẽ là kính tráng gương. Kính tráng gương và đồng thời được mài viền các bác nhá. Khi mà được mài vắt viền này thì các bác có thể thấy ở đây. Đó, khi mà quay bất cứ góc cạnh nào nhá thì cả cái bộ kính nó đều phát sáng luôn. Rất là đẹp. Đó, thêm vào đó thì còn được đổ gương thêm các cái đường viền này nữa, tạo nên những cái hình ảnh hoa văn đẹp mắt hơn. Bên trong thì sẽ là một phần quả lắc kim loại, đó cũng rất là sáng, đẹp cho chúng ta có cái vẻ đẹp trang trí nhá. Tổng thể thiết kế thùng này rất là đẹp. Nó sẽ khác với những cái phần thiết kế thùng của đời Odo 54, nhưng mà những cái thiết kế thùng nhỏ hơn thì sẽ không có được cái độ bề thế và cái vẻ đẹp tương đương. Đó, các bạn có thể thấy. Rồi, tổng thể thiết kế bên ngoài chúng ta đã xem xong, rất là nhanh thôi. Bên trên thì có một khóa này, bên dưới cũng có một khóa này. Em đã mở ra rồi để mà chúng ta đi vào bên trong chiếc đồng hồ một cách dễ dàng hơn. Phía bên trong chiếc đồng hồ thì cũng hoàn toàn là nguyên bản và các cái chi tiết thì cũng đều còn rất là chắc chắn từ phần cánh thùng. Đó, bên trên mặt kính trên thì được nẹp bằng các cái phần đinh tam giác. Phía dưới đây là bộ kính tráng gương đây, được nẹp bằng các phần đinh cũng như cái phần sợi cây thế này. Đó, nguyên bản từ Pháp sẽ như thế các bác ạ. Đó, bên trong thùng đồng hồ thì có cái chi tiết phụ kiện đi kèm như là tay cót thì không thể thiếu rồi. Khóa gông, đó các bác có thể thấy đã có màu thời gian nhưng mà chỉ là cái phần phụ kiện mà chúng ta đi kèm thôi. Đó, bên cạnh đó thì Vang Vọng còn tặng thêm các bác những cái phần quà tặng. Đây là thước cân bằng, rồi bên này sẽ là dầu máy. Đó, dầu máy sử dụng thế nào thì em cũng đã có video hướng dẫn cụ thể, các bác chỉ cần gọi điện đến Vang Vọng thôi. Chúng em sẽ cung cấp nhá. Về cấu hình máy của chiếc đồng hồ này, đây là sản phẩm đồng hồ đời máy 8. Chúng ta sẽ có cấu hình máy là 8 gông, 8 búa. Củ gông 101 các bác có thể thấy. 101 và bộ gông thì còn cực đẹp nhá. Thép thì sẽ là màu thép xanh đen, còn thanh bên trong cùng kia chúng ta sẽ có thêm một thanh đồng để mang lại cái tiếng chuông điểm giờ, nó sẽ có cái độ ngân và độ trầm hay hơn. Đó, những cái tính toán của người phương Tây sản xuất lên chiếc đồng hồ này. Về bộ máy thì cũng là một bộ máy vạch đồng vàng cực kỳ đẹp, các bác có thể thấy được cái màu bóng sáng vàng ở đây. Đó, ánh đèn chiếu vào rất đẹp. Hình ảnh bộ máy cũng có đầy đủ khi mà các bác liên hệ nhá, em sẽ gửi đầy đủ cho các bác. Đó, ở đây thì chúng ta có đầy đủ các cái chi tiết như là ốc chống máy này, đây là thanh bắt chống máy, ốc chốt đầy đủ mọi chi tiết luôn. Bộ máy thì còn trong tình trạng tuyệt đối là nguyên bản và độ đẹp cao để chúng ta sử dụng cực kỳ là lâu dài. Đó, trung tâm mặt số đồng hồ rồi mọi chi tiết là các bác thể xem qua một lần nữa. Kỹ càng hơn thì chúng em sẽ có đầy đủ hình ảnh để mà chúng ta tham khảo thêm. Bên này thì các bác thấy nhá, đây là chi tiết khóa gông, khóa vồ. Đó, kéo phần dây này xuống này thì chúng ta sẽ khóa các cái phần đầu vồ này lại để mà tạm dừng tiếng chuông cũng như là để tiện cho việc vận chuyển an toàn hơn. Đó, còn khi thả tự do ra thì âm thanh sẽ đánh lại bình thường cho chúng ta. Chuông đánh như thế nào thì mời các bác thưởng thức tiếng chuông của chiếc đồng hồ Odo 54 này luôn. Đó, hoạt động chơi nhạc rất là trơn tru đúng không ạ? Bên này sẽ có phần quả lô ở đây ạ. Đó, và sẽ truyền lực đến các cái phần đầu gồ, gõ từng nốt nhạc tạo nên tiếng chuông. Còn đây sẽ là cả bản nhạc Westminster cũng như là tiếng chuông điểm giờ. Mời các bác cùng thưởng thức.
thấy đúng không ạ? 10 giờ 10 tiếng chuông điệp. Bốn cái đầu vồ gõ cùng một lúc tạo lên một cái hòa âm tiếng chuông rất là hay. Đó. Đây là tổng thể nguyên bản về một cái chiếc đồng hồ Oro 54 từ đất nước Pháp và đã được đồng hồ Vang Vọng sưu tầm về đây, giao lưu tới tận tay quý vị và các bác nào muốn sở hữu. Chiếc đồng hồ này em xin được phép giao lưu viện phí vận chuyển toàn quốc, bảo hành 3 năm và rất là nhiều cái phần quà tặng kèm đi kèm nhé. Đó, mã số sản phẩm là 3784. Các bác có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng theo hai số điện thoại chính là 0912 011 928 và 0912 011 947 để được tư vấn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video.